Linh ô tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhá. Hôm nay thì em Hương lại lên sóng đây. Hải Dương đây rất là mát rời. Chào anh Trần Ninh. Hôm nay thì em Hương lại lên sóng và báo giá những dòng xe đang được chào bán bên em Hương. Lúc nào cũng trên 100 đầu xe. Phân khúc chỉ từ 80 cho đến gần 1 tỷ và trên 1 tỷ một chút nhá. Em chào anh Trần Ninh này, chào anh Trương Nguyễn này, chào anh Nguyễn Thành Lương. Số điện thoại thì em đã ghi ở dưới rồi, 0354602790. Nếu như anh nào mà đang quan tâm về mẫu xe nào thì kết nối qua Zalo cho em hoặc là gọi trực tiếp cho em vào số 0354602790 thì em sẽ tư vấn cho mình nhé. Hôm nay thì em lại về thêm được EcoSport này, 5 chỗ ngồi gầm cao. Về thêm nhiều hơn nữa là i10 và Kia Morning, những dòng xe siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Chào anh Chí Minh nào, anh Trương ơi, anh Thành Lương, anh Lê Trung Hiếu và anh Chí Minh ơi, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Chia sẻ cho em hộ em mỗi một bác cho em một nút lên trang cá nhân và ba trang hội nhóm thôi. Cắt xả lỗ 10 triệu đồng trên một đầu xe nếu như bác nào đang quan tâm về xe bên em Hương nhé. Sao gì xinh gái thế, cảm ơn bác nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em, cho em xin một phút nữa thôi. Thì em sẽ đi báo giá, buổi báo giá ngày hôm nay Hải Dương thì cực kỳ mát trời luôn. Cực kỳ mát trời luôn, đừng quên địa điểm showroom bên em Lê Hương, 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác chỉ cần bấm vào Google thôi. Trường Đại học Hải Dương thì em nằm ngay bên cạnh nhá. Em chào em gái chân dài, chúc em tháng mới bán được nhiều xe, cảm ơn anh nhá. Sáng nay thì em đã bàn giao xe trước Vios về làm dâu Quảng Bình rồi. Hai bác ra từ hôm trước, xong là đặt cọc tiền để bên em làm hồ sơ rồi các bác đấy. Hôm nay các bác ấy về rồi. Chào anh Dương Văn Thuật này, chia sẻ cho em Lê Hương đi nào. Lên cho em Hương đi nào, hôm nay rất là mát trời. Khẳng định ngày hôm nay là báo giá thành công luôn. Chào anh Dương Kết ạ. Chỉ cần mỗi khách hàng cho em Lê Hương xin một nút chia sẻ, một nút lên trang cá nhân mọi nhóm ạ. Em chào anh Trần Ninh nhé. Và không để mất thời gian khách hàng nhà mình nữa, em xin phép được quay sang cam sau đi một vòng bãi này. Hôm nay thì em còn về thêm được Zio màu đỏ này. Zio màu trắng thì là bác ở bên Quảng Ninh cọc rồi. Hôm nay em lại về thêm Zio màu đỏ nhá. Anh Dương Kết ơi, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Chia sẻ mạnh mẽ lên, lên 20 khách hàng đi các bác. Lên 20, lên 100, giá xe sẽ cực kỳ yêu luôn. Cực kỳ yêu luôn, giảm luôn 10 triệu đồng trên livestream cho bác nào chốt xe ngày hôm nay. Tặng cho bác mỗi bác một hộp bánh. Một hộp bánh đậu xanh quê hương em Hương nhá. Mới về thêm một chiếc xe Kia Rio, các bác nhìn này. Kia Rio với lớp sơn màu đỏ đẹp, nhập Hàn nguyên chiếc đời 2012, số tự động đẹp, động cơ trang bị là 1.2. Đây chị ơi, Kia Rio mới về luôn. Vừa mới đặt chân vào bãi được tầm 15 phút thôi, lên sóng luôn. Biển Hà Nội, Rio màu đỏ đẹp 2012, 340 triệu, số tự động đẹp các bác nhé. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Có cửa lock đầy đủ rồi. Đề lộ thông minh, em này để quên em đại chót khóa cửa rồi. Chị ơi, lấy cái chìa khóa 56 bấm em phát để cho nó mở cửa ra. Chào bác Khổng Như Hùng, chào bác Phạm Khánh Ngân nhé. Đây ạ, 56 Kia Rio 340 triệu đời 2012, nhập khẩu nguyên chiếc. Đèn bi salon có dài đèn nét rồi. Phía dưới cũng là đèn nét, thôi được rồi, thôi được rồi. Lên đèn, các bác nhìn này, bộ mâm này. Bộ mâm rất là chất chơi luôn. Xin nhan trên gương, form dáng hatchback cực xinh, có Giacchio số tự động. Chốt 340 triệu nhập Hàn nguyên chiếc đấy ạ. Bấm vào chị với. Đây em sẽ mở bên trong nội thất của chiếc xe. Rồi rồi rồi, ok luôn này. Số tự động đẹp, đề đổ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi chân vô lăng. Các bác nhìn này, nghe gọi khẩu lệnh, cửa lóc đầy đủ nhá. Vừa mới về thôi, Kia Rio số tự động của em Hương màu đỏ đẹp đây. Bản này là bản hatchback các bác ạ, bản hatchback 340 triệu. Chào anh Trần Trọng Lích này, chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương nào. Hôm qua này có một bác nào hỏi em là Hương ơi, hôm trước em nói trên livestream và bớt 10 triệu trên một đầu xe có thật không? Thì em cam kết là thật luôn các bác nhé. Hôm qua bác nào đang hỏi chiếc sờ bắc của em 85 triệu mà em đã chốt nói là cắt 10 triệu còn 75 triệu thì kết nối Zalo cho em đi ạ. Em nói là thật luôn. Trên livestream là nói lét căng luôn. 85 triệu còn 75 triệu cho chiếc sờ bắc. Số sàn nước sơn màu xanh rất là đẹp, máy số thì ngon, điều hòa mát lạnh. Dù là xe cỏ nhưng mà bộ mâm cũng phải là chất chơi luôn.
Bộ mâm quá là chất luôn đây ạ. 85 triệu lần đầu tiên trong lịch sử bán xe, xe cỏ bớt 10 triệu trên livestream. Còn 75 triệu điều hòa mát lạnh luôn ạ. Hôm nay thì em còn về thêm được rất là nhiều dòng xe i10 này. Bên đây em có 2 chiếc i10. Một chiếc màu trắng biển bản đủ biển 37, một chiếc màu trắng bản thiếu biển 34. Chiếc bản đủ biển 37 màu trắng Grand i10 form dáng hatchback xinh đẹp này. Xi nhan trên gương, nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Màn hình giải trí tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng rồi. Ghế da các bác nhìn thấy hai màu, màn hình to xịn luôn. Hệ thống cảm biến va chạm phía sau. i10 bản đủ 2015, giá chào bán 248 triệu nhập khẩu. Nhập khẩu các bác nhé, nhập Ấn Độ. Số sàn 1.0 5 chỗ ngồi. Chị Bùi Lành ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em nào. Đừng quên những lượt chia sẻ mới để mua xe với giá cực kỳ ưu đãi nào. i10 đây ạ, bản đủ màu trắng đẹp 248 triệu bản đủ 2015. Bản đủ đây 248, bên đây thì còn có một chiếc cùng đời nhập khẩu 215 triệu, em này thì bản thiếu. Bản thiếu thì ốp hết mạ chrome đèn bên đèn bi rồi, đèn pha rồi. Xi nhan trên hông, bản đủ xi nhan trên gương, bản thiếu xi nhan trên hông. Và em bản đủ này thì bác chủ cũ cũng lên được bộ mâm rất là đẹp rồi. Còn em bản thiếu thì vẫn là bộ mâm nguyên bản của nhà sản xuất nhé. Nhưng máy số 2 em đều ngon. Bác nào mà nhô 200 triệu một chút xíu thì đi i10 bản thiếu cho em Hương này. Màn hình giải trí đầy đủ rồi, nội thất bên trong cũng không đùa được đâu các bác nhé. Cực kỳ sạch sẽ gọn gàng luôn. Nội thất sạch sẽ, máy số thì ngon. Bản thiếu i10 215 triệu. Bản đủ i10 248 triệu. Chào anh Hoàng Tử Bonsai này. Chào gái xinh, cảm ơn anh nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em đi ạ. Chào anh Nguyễn Trường, các bác nhìn Hải Dương này. Rất là mát luôn. Ra bên ngoài còn có cả i10 nữa đây. i10 màu đỏ đẹp luôn. Chốt Zio em nhé. Cảm ơn Maxim Vũ này. Để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình về chiếc Zio. Và chia sẻ giúp em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Ở đây thì em còn có một chiếc xe i10 nữa. Em này là đời 2015. Cũng là bản nhập khẩu nhưng nước sơn màu đỏ đẹp nhé. i10 màu đỏ 215 triệu. Vậy là các bác chỉ cần nhô 200 triệu thôi là đi được rất là nhiều xe i10 bên em. Có rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Bạn em này thì dàn lốp dày dặn đẹp, sơn bên ngoài sáng bóng luôn. Bộ la răng thì vẫn là bộ răng nguyên bản nhé. La răng nguyên bản 215 triệu cho chiếc xe i10 màu đỏ này. Bên đây thì còn có một chiếc xe i10 2 đầu, tức là bản sedan đây. Nếu như bản hatchback ngắn quá thì các bác có thể đi bản sedan nhé. i10 bản sedan đời 2016 nhập khẩu, em Hương đang bán là 255 triệu. Màn hình giải trí đầy đủ rồi nhưng bé thôi, không phải là siêu to khổng lồ đâu. Chia sẻ đi các bác ơi, chia sẻ mạnh mẽ cho em Hương lên nào. Mỗi khách hàng chia sẻ cho em một nút lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em đi ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. i10 bản sedan 2 đầu đây. Bản ngắn có, bản dài có này. Một đầu có, hai đầu có. i10 sedan 255 triệu. Mát trời như thế này. Chào bác Vô Lăng đúng không ạ? Hay bác Võ Lăng? À bác Võ Vàng. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Các bác ơi, nhiều xe đẹp lắm luôn. Cắt xả luôn. Tặng luôn mỗi bác 10 triệu đồng về cho bà xã nhà mình khi mua xe bên em Hương nhé. Ở đây bác nào đang quan tâm về Innova bản G thì em Hương có này. Một chiếc xe Innova bản G với biển 19 đẹp. Nước sơn là màu ghi vàng, không phải màu bạc đâu, không phải là màu đồng đâu ạ, mà là màu ghi vàng. Đời 2007, động cơ trang bị 2.0, số sàn. Giá chào bán 250 triệu. Nếu như các bác nào mà đang quan tâm về một dòng xe 7 chỗ ngồi thì bên em Hương cung cấp cho mình được rất là nhiều dòng xe về Innova. Không taxi, không dịch vụ, không khoan đục, tuyển chọn hết rồi. Innova bản G 2007 giá chào bán 250 triệu. Cam lùi đầy đủ này. Hệ thống mà có hai mắt cảm biến va chạm phía sau. Có Innova 7 chỗ ngồi cho mình. Chào anh Nguyễn Hoàng Hải ạ, chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Mát trời như thế này cơ mà. Innova bản G 250 triệu đời 2007. Sang bên đây thì em còn có một chiếc Spark nữa này. Spark tập lái cho những bác nào đang quan tâm. 85 triệu chiếc Spark 5 chỗ ngồi của em Hương đây ạ. Đời 2009, nước sơn là màu xanh cốm này. Spark tập lái 85 triệu. Mưa gió là không đến mặt rồi. Có Spark tập lái, anh Nguyễn Duyên ơi chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Áp xe
Accent thì em về thêm này, một chiếc Accent biển 73 nước sơn màu xanh nhìn cực kỳ cứng cáp luôn. Accent số tự động đời 2012 bản nhập khẩu. Accent nhập khẩu đời 2012. Giá chào bán là 350 triệu. Trên livestream chiếc Accent mới cập bến nhà em Hương nước sơn màu xanh đẹp. Accent nhập khẩu được bác biết rồi, phanh ABS chống bó cứng cả 4 bánh này. Xin nhan trên gương. Thân là các bác này, tôn vỏ cực kỳ chắc chắn luôn. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 6/2023. Động cơ trang bị chỉ có 1.4 thôi. Accent 2012 355 triệu, còn 350 triệu xe vừa mới về luôn. Chào anh Bùi Tấn này. Quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ở phía dưới nhé. Accent đây. Biển 73, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Accent màu xanh đẹp, số tự động nhập khẩu 2012. 350 triệu có Accent đi ạ. Chào bác Bùi Tấn này, chào bác Thợ Quang này. Chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Chia sẻ mạnh mẽ lên để hôm nay em có thể đẩy thuyền được bài viết ngày hôm nay. Buổi livestream ngày hôm nay để em có thể tiếp cận được nhiều khách hàng, để khách hàng có thể mua xe được một nơi cực kỳ uy tín chất lượng này. Bên đây thì còn có một chiếc xe Kia Rio số tự động. Em có một chiếc xe Kia số sàn nữa nhưng mà nhận cọc rồi. Chiếc xe Kia Rio số tự động của em Hương biển 23. Giá chào bán của em này là 390 triệu. Gương kính tự động auto, sơn zin bên ngoài 90%. Máy số zin đẹp. Nội thất ghế da cao cấp, màn hình giải trí đầy đủ. Màn hình giải trí đầy đủ rồi ạ. Kia Rio số tự động đẹp đây ạ, 390 triệu còn 380 triệu. Bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream cho những bác nào đang quan tâm về Kia Rio của em Hương nhé. Tổ hợp phím bấm nghe gọi chân vô lăng rồi. Chào anh Lê Giảng, bác Giảng này, thanh niên đi xe số tự động màu trắng này cực đẹp luôn này. 5 chỗ ngồi nước sơn màu trắng đẹp. Ở đây thì em còn có một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao nếu như bác nào đang thích này. Một chiếc xe Kia Sportage bản Limited, tức là bản này là phiên bản giới hạn đây. Một chủ sử dụng, biển Hà Nội, gốc Hà Nội 4 số một chủ sử dụng này. 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, xin nhan trên gương. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cả 4 bánh cho em Hương nhé. Cửa sổ toàn cảnh full HD, không che một tí nào luôn. Máy số cực ngon, nước sơn đẹp. Lên đèn bi salon rồi. Lên lên đèn bi salon rồi. Em quay một chút nội thất bên trong của chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao siêu hot hit của nhà em Hương. Cửa sổ trời toàn cảnh này. Được sản xuất vào năm 2010, nhập khẩu. Giá chào bán 466 triệu. Một chiếc xe Kia Sportage 5 chỗ ngồi gầm cao. Các bác nhìn này. Điều hòa auto, sấy sưởi ghế, điều hòa ghế hai vùng. Những dòng xe cao cấp như thế này sẽ có điều hòa ghế nhá. Làm ghế ấm lên này và làm ghế mát lên này. Đấy là tùy theo vùng mà mình ngồi. Điều hòa ghế, sấy sưởi ghế, điều hòa auto. Đề lỗ thông minh, một chủ từ mới, máy số zin. Cam kết không đâm xô và không ngập nước. Tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng. Cửa sổ trời toàn cảnh hai vùng. Ngồi ghế, hàng ghế nào thì cũng đều có cửa sổ trời cho em. Ghế da zin, máy số zin đẹp. 466 triệu cho chiếc xe Kia Sportage bên em Hương đây ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao, đi chiếc xe gọi là đẳng cấp luôn. Hà Nội 4 số một chủ từ mới, không đâm xô, không ngập nước, không tranh chấp giấy tờ. Kia Sportage 466 triệu. Bên cạnh chiếc xe Kia Sportage thì em Hương còn có một chiếc Tucson máy xăng. Tucson máy xăng 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2011. Em này là máy xăng 2 cầu số tự động nhé. Nhập khẩu cho em 455 triệu đời 2011. Tucson máy xăng nước sơn màu nâu đẹp. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa, xin nhan trên gương. Màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Em Tucson này cũng là cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Điều hòa auto, đề lỗ thông minh. Có kệ bước chân lên xuống và giá để đồ trên cao cho các bác nào đi du lịch quá tiện luôn. Cả 4 bánh đều trang bị phanh ABS chống bó cứng ạ. Phía sau được trang bị hệ thống cảm biến va chạm là 4 mắt này. Đây ạ, một chiếc Tucson máy xăng. Em đang bán là 450 triệu thôi ạ. Chào bác Bùi Khoa, chào bác Nguyễn Hoạt, chào bác Trần Thanh, chào bác Cường Trần. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương đi nào. Có i10 tầm 150 không ạ? Em có i10
gọi là hơn 150 một chút đi anh. i10 đời 2013 với nước sơn màu bạc đẹp em Hương đang bán là 168 triệu. 168 triệu có xe i10 vừa mới về bên em, biển là biển Huế nhá. Biển là biển Huế luôn. Đây anh đợi em một chút đây. Anh Trần Thanh ơi đợi em một chút này. Đây ạ, một chiếc xe i10 biển Huế nhá. Biển 75 xin nhan trên gương nước sơn màu bạc đẹp. i10 2013 nhập khẩu này. Động cơ trang bị 1.1 168 triệu. 168 triệu có xe i10 vừa mới cập bến em Hương này các bác này. 168 triệu đời 2013 các bác có xe i10 đi này. Biển Huế đèn halogen nhá. Anh Trần Thanh ơi đây ạ. Nếu như anh có tài chính tầm 150 rồi thì cố lên một chút này. 168 này em Hương có xe cho mình đi này. Anh cố lên một chút và em lùi xuống một chút là có thể là giao dịch rồi anh nhá. Chào anh Lương Thế này, chào anh Hùng Bùi, chào anh Gốm Sứ Đẹp. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Hương ạ. i10 2013 đây ạ, 168 triệu. Còn bác nào mà đang tập lái thì em còn có một chiếc xe Spark này, 93 triệu 5 chỗ ngồi cho những bác nào mới lấy bằng nhá. Spark tập lái. Còn nếu như quan tâm về xe 7 chỗ mà máy dầu thì em Hương có hai chiếc xe Isuzu máy dầu đây ạ. Isuzu máy dầu 160 triệu Highlander đời 2006. Isuzu máy dầu 140 triệu đời 2003 đều là máy dầu. Còn ở đây thì em có một chiếc xe siêu phẩm Chevrolet Cruze mà sáng nay thì em đã lên sóng rồi. Rất là nhiều khách hàng quan tâm. Chào anh Lê Trường An, chào bác Thu Hoàng. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em nào. Chia sẻ nhiệt tình lên chứ các bác. Chevrolet Cruze được sản xuất vào năm 2014, bản lắp ráp trong nước các bác này. Em Cruze này là em Cruze độ nhá. Các bác nhìn mặt là ga lăng này. Lắp cabo là nhìn này. Độ lên rất là đẹp luôn, chất chơi luôn. Đời 2014 giá chào bán là 289 triệu, động cơ là 1.6 ạ. Này lên các bác ạ, độ lên cả vây cá này, mâm là mâm xương cá luôn. Chevrolet Cruze các bác nào chơi hệ độ thì em có này, rất là xịn xò luôn. Đèn bi salon có giải đèn nét rồi, 289 triệu. Bên ngoài nhìn nước sơn đã đẹp rồi, nội thất bên trong cũng cực kỳ chất chơi luôn. Màn hình giải trí này, ốp hết những cái kia là phần đỏ, kia là bằng da mềm cao cấp các bác này. Và những cái phần này, riêng phần này là ốp hết cho em là mạ vân gỗ nhá. Ghế da hai màu cao cấp chất lượng luôn. Có CDX, CX5 không shop anh Huy Cường ơi. CX5 em tạm hết anh nhá. CX5 em tạm hết. Em tạm hết anh ạ. Để lại số điện thoại cho em, nếu như mà có thì em sẽ alo trực tiếp cho anh ạ. Chào anh Huỳnh Minh Hiếu này. Cruze 2014 289 triệu. Bên đây thì em còn có một em siêu phẩm Innova đây. Đời 2014 nữa, em này Innova form dáng mới rồi, biển 99. Innova 2014 7 chỗ ngồi 2.0 bản E, giá chào bán là 368 triệu. Innova bản E, ôi mở ra phát nội thất thơm dã man luôn. Màn hình giải trí rồi. Túi khí an toàn đầy đủ cho em. Màn hình giải trí, túi khí an toàn. À vâng, em để em đã thấy được số điện thoại của anh Huy Cường nhé. Chắc là một tí nữa xuống thì em sẽ kết nối Zalo cho anh. Có phát là em alo cho anh luôn. Có phát em alo cho anh luôn nhá. Eco em có Eco Sport anh nhá. Em có Eco Sport. Bác Thu Hoàng ơi, đây. Innova này 368 triệu. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao. Em có luôn. Nhưng mà em vừa mới về thôi nên là em chưa cập nhật được giá đâu. Em quay trước. Bác Thu Hoàng để lại cho em số điện thoại này. Một chiếc xe Ford Eco Sport. Biển này là biển bao nhiêu? Biển 24. Bản Titanium cao cấp nhất, hệ thống chống va chạm phía sau, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Em Eco lại thì em Hương mới về. Bác Thu Hoàng để lại số điện thoại cho em, chiều nay em sẽ gửi cho mình hình ảnh video chi tiết nhất về chiếc xe Eco. Xe đẹp đến nỗi là còn nguyên sách hướng dẫn sử dụng các bác này. Còn nguyên sách hướng dẫn sử dụng của hãng này. Bác Thu Hoàng để lại số điện thoại cho em ạ. Cái gì đây, gói VIP voucher gì mà lên tận 10 triệu mà vẫn còn để nguyên đây. Xe cực mới luôn, mới về đây. Bác nào đang quan tâm thì để lại số điện thoại cho em ạ.
Eco em có nhưng mà chiều nay em sẽ lên sóng và báo giá nhé, vừa mới về. Để lại số điện thoại cho em nếu như quan tâm về chiếc xe Eco màu trắng này của em. Còn đang về một chiếc đời 2016 nữa cơ. Cập nhật liên tục những mẫu xe gầm cao, bây giờ các bác rất thích gầm cao. Nên là bác Thu Hoàng ơi, để lại số điện thoại cho em nhé, em sẽ tư vấn cho mình. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương được không các bác ơi? Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Chào anh Nguyễn Nhàn này. Eco 5 chỗ ngồi gầm cao, để lại số điện thoại. Chiều nay em sẽ lên video và tư vấn cho mình nhé, vì xe vừa mới về. Và đang trên đường về một chiếc xe nữa, đời 2016 cũng là Eco màu trắng nữa. Ở đây thì em còn có một cặp Vios này. Vios đời 2010 giá chào bán là 206 triệu. Vios là đời 2009 bản E, giá chào bán là 208 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay đồng giá luôn. Đồng giá luôn một chiếc xe Vios này 200 triệu cho bản biển 99. Một chiếc xe Vios này biển 36 cũng là 200 triệu cho bản. Chia sẻ nhiệt tình lên các bác ơi. Ôi dồi ôi, các bác khách hàng nhà mình ơi. Anh Nguyễn Nhàn ơi, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Ở đây thì em còn... Anh Bùi Tấn ơi, chia sẻ cho em nào. Mát trời như thế này rồi, mát dã man mà các bác đi ngủ sớm hay sao rồi. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Isuzu máy dầu, một chiếc bán tải máy dầu 2 cầu số tự động đẹp biển Hà Nội nhá. Một chủ sử dụng từ mới này, 535 triệu Isuzu máy dầu lên thùng cao rồi. Máy số zin, sơn zin, máy dầu 2 cầu số tự động đẹp lên thùng như thế này rồi. Các bác mua về chỉ việc đổ dầu và sử dụng thôi. Nếu như bác nào đến xem xe, mua xe, em sẽ phun cho mình một bình dầu về tận nơi nhà mình luôn. Tặng cho các bác một bình dầu phun bình luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream, đến xem xe, đánh xe về, tặng luôn cho khách hàng nhà mình một bình dầu phun bình luôn. Cảm ơn anh Bùi Tấn ạ. Ở bên đây này các bác nhìn này, bán tại một chủ từ mới, máy số zin, sơn zin. Bác nào mà công trình, công trường hoặc là đơn giản là thích đi xe bán tải thôi thì quá là yêu luôn. Đến em là lữ em đi còn sướng nữa nè. Mỗi tội nó hơi dài, tay lái em nó hơi yếu, lái hơi khó một tí. Nhưng các bác là nam giới thì đi rất là ok luôn nhá. Đầy đủ đồ chơi rồi. Em chào anh Boy Nam Vũ Văn. Anh ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Anh Nam ơi, vừa mới vào và muộn thế hả anh ơi? Bên đây thì còn có Captiva nhá. Captiva 7 chỗ ngồi đời 2007, giá chào bán 215 triệu. Anh Hoàng Long ơi, chia sẻ cho em với anh Hoàng Long ơi. Captiva 2007 215, còn 205 triệu trên livestream ngày hôm nay. Hỗ trợ chống trơn trượt, hỗ trợ đổ đều. Vô lăng 4 chấu cực đẹp, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, máy số đẹp. Ghế da zin 5 chỗ 7 chỗ ngồi gầm cao. Anh vừa ở công trường về, anh ơi, ở công trường anh phải quan tâm nhiều hộ em về những chiếc bán tải của em Hương anh Nam nhá. Anh Nam ạ, anh ở làm ở bên công trường thì anh quan tâm nhiều những chiếc bán tải này. Hoặc là thấp hơn một chút thì có Captiva này anh này. Và đừng quên những lời chia sẻ cho em Hương ạ. Captiva 2007 số sàn 215 còn 205 triệu. Em chào bác Phạm Tuyền. Bác Phạm Tuyền ơi, chia sẻ cho em. Bác thành phố Hoa Phượng ơi, anh chào em Hương xinh gái này. Anh ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? Chào bác Hoài Lam này. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Civic của nhà Honda. Honda Civic đời 2008 biển Hà Nội, một chủ từ mới. Một chủ từ mới, máy số zin đẹp các bác nhé. Giá chào bán chiếc Honda Civic đời 2008 này là 228 triệu. 228 triệu cho chiếc xe Honda Civic màu vàng đồng của em Hương. Cực chất luôn. Động cơ trang bị 1.8 ạ. 228 triệu. Xe đẹp, cảm ơn bác Phạm Tuyển này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. 7 chỗ ngồi gầm cao, em còn có một chiếc Captiva. Captiva đời 2007. For bán tải, em có for bán tải anh Hoài Nam nhé, đợi em một chút này. Captiva đời 2007 228 triệu số tự động đẹp, còn 218 triệu trên livestream. For bán tải em có một chiếc xe Ford Ranger đây ạ, dưới 400 triệu thôi. Em phải kêu gọi các bác chia sẻ cho em nào. Mát trời như thế này em livestream hừng hực thế này mà các bác đi ngủ sớm thế.
một chiếc xe Ford Ranger bán tải của anh đây. Anh Hoài Nam này, màn hình giải trí rồi. Nước sơn bên ngoài là nước sơn màu bạc, xám bạc nhé, màu ghi ghi, không phải bạc, màu ghi. Em này thì chưa lên thùng anh nhé, chưa lên thùng. Một chiếc xe Ford Ranger bán tải 2.2, hai cầu, máy số là máy số xe sàn, máy sàn nhé. Hai cầu số sàn đời 2013, Ford Ranger nhập khẩu Hà Nội đây, biển Hà Nội, 395 triệu. 395 triệu có xe Ford Ranger đi rồi, bán tải đây. Hai cầu số sàn, bác nào mà đi rừng núi hay đi công trình công trường mà phải leo nhiều thì đi hai cầu mà số sàn quá là khỏe luôn. Anh Nam ơi, lâu lắm mới vào xem livestream của em Hương rồi, chia sẻ cho em đây Hương được không ạ? Chào anh Hùng Ngọc Phạm này. Ford Ranger đời 2013 nhập khẩu 2.2, hai cầu số sàn 395 triệu. 395 triệu. Anh Hoài Nam ơi, để lại số điện thoại để em tư vấn cho mình cho tiện nhé. Để em tư vấn cho mình cho tiện. Có bớt chưa anh? Có bớt. Có màu Lê Hương không? Lê Hương là màu black anh nhá. Nên là những dòng xe này đều là mang tên Lê Hương. Ví dụ như một chiếc xe Lacetti Lê Hương này, màu black. Màu đen biển 2 bớt. Hệ thống này, 4 mắt cảm biến va chạm lipo đầy đủ rồi. Giá chào bán của chiếc xe Lacetti màu black Lê Hương này chỉ với giá là 220 triệu thôi. Anh nhìn này, đây, xe black, người cũng black luôn. 220 triệu cho chiếc xe Lacetti. Em ơi, rút chìa khóa mang vào chị mấy. Lacetti SE đây ạ, 220 triệu. Hả? Gọi trong bán đấy, rút chìa khóa vào, quên chìa khóa rồi. Em có bớt anh Hoài Nam ơi, để lại số điện thoại cho em anh Tạ Duy ơi, anh Bùi Bùi Quang Hà ơi, chia sẻ cho em một không ạ? Lacetti SE đời 2010, đăng ký lăn bánh 2011, bản nhập khẩu, em Hương đang bán là 220 triệu. 220 triệu. Còn ở đây, một chiếc xe bán tải Nissan Navara, nước sơn màu đối ngược với em Hương luôn, biển Hà Nội. Nissan một cầu, số tự động bản này 2.5, giá chào bán là 535 triệu. Em này thì lên thùng thấp nhá, em này thì lên thùng thấp. 535 triệu, máy dầu một cầu, số tự động đẹp, máy số zin ngon. Xe nào trên livestream em cũng sẽ bớt cho mình 10 triệu đồng, kể cả là xe cỏ vài chục triệu em cũng bớt 10 triệu luôn. Anh Cường Móm ơi, chia sẻ cho em đi nào. Rất là nhiều khách hàng đang quan tâm về chiếc xe bên em đây Hương thì cứ nhấc máy và alo cho em thôi. 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Chào anh Phạm Thuận nữa nhá. Nissan Navara bán tải đây. Vừa đi gia đình vừa đi công trường. Giá bao nhiêu? 535 triệu. Gạo khan cả cổ mà các bác. Xin phép các bác, em phải uống hớp nước u em tiết rồi. Chào bác Bùi Tấn, chào bác chị Dậu. Dạo này hôm nay mát trời anh ạ. Khả năng chiều nay là không đi giao xe cho bác ở trong Đà Lạt. Em đang định tiện chuyến là nay có xe bác trong Đà Lạt cọc xe ship vào để tiện đi vào Đà Lạt chơi, mà khả năng nay mưa thế này không biết có đi được không cơ. Bớt luôn 10 triệu đồng, xe nào cũng cắt luôn 10 triệu đồng trên livestream để lấy động lực các bác mua xe này. Một chiếc xe Lacetti SE được sản xuất vào năm 2009, giá chào bán 218 triệu. Động cơ trang bị 1.6 nhập khẩu này. Lacetti SE vừa có đen vừa có đỏ, phong thủy bác nào hợp như thế nào em đều cung cấp đủ cho mình. Cam 360, 218 triệu cho chiếc xe Lacetti màu đỏ nhé, không phải đỏ chói đâu, mà là một chiếc đỏ cherry rất là đẹp luôn. Màn hình giải trí cam 360. Ghế da bên trong nội thất cũng cực kỳ ăn chơi nóng bỏng luôn nhá. 218 triệu cho chiếc xe Lacetti SE của em Hương. Màu đen này là 220 triệu. Màu đỏ này là 218 triệu. Còn bên đây em còn có một chiếc xe Vios biển 37 này. Cam lùi có rồi, sơn si rất là đẹp luôn. Nhìn xe rất là cứng cáp luôn. Vios đời 2009, giá chào bán là 185 triệu cho chiếc xe Vios đang được chào bán bên em Hương này. Rất là nhiều Vios giá rẻ luôn. Xi nhan trên gương dưới 200 triệu mà có nhiều sự lựa chọn ở Vios các bác này. Màn hình giải trí đầy đủ rồi. Vios 185 triệu.
tương tác cùng em gái Lê Hương thế này, không biết em Hương lấy chồng hôm nào có gọi mình không nữa. Anh ơi, hôm nào mà em lấy chồng nhất định em sẽ mời anh Bùi Tấn. Nhất định em sẽ mời anh Bùi Tấn lên cỗ luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em để khi nào em lấy chồng em mời các bác ăn cỗ. Bên đây thì em Hương còn có Y10 này. Y10 đời 2015, 2017. Giá chào bán 285 triệu. Bác Xuân Cường ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Chào bác KK Khá này. Tương tác nhiều cùng em, đúng rồi, cứ tương tác nhiều cùng em, khi nào lấy chồng em mời các bác ăn cỗ luôn. Y10 285 triệu đời 2017 bản đủ. Em này là hoa hậu của Y10 rồi. Nếu như bác nào đang quan tâm về Y10 thì chiếc bản đủ này các bác nhìn phát yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên này. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, ghế da cực kỳ chất chơi luôn. Phía sau xe hệ thống va chạm, 4 mắt cảm biến va chạm 1.2. Màn hình giải trí, cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết rồi. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, xi nhan trên gương, bộ mâm chất nừ luôn. Thế có mời anh không? Anh ơi cứ chia sẻ cho em đi ạ. Nhất định em sẽ mời các anh đến cỗ. Quan trọng là đợi xem là có người nào lấy không đấy anh nhá. 285 triệu đời 2017 biển này các bác này. Form dáng sơn si cực đẹp, cứng cáp nên nhìn chiếc xe đã yêu luôn rồi. 285 triệu cho chiếc xe Y10 đời 2017 này. Chào bác Thôi Thường, chào bác Giang Vũ nào. Cho em cái cảm giác lên 50 khách hàng đi. Dạo này Facebook cô đỏng đảnh, cô toàn bóp em thôi, không nhìn thấy khách hàng nhà mình đâu cơ. Chào bác Giang Vũ nào, chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. Kia Carren đời 2010, 7 chỗ ngồi gầm cao, số tự động đẹp, biển 38. Lước sơn là màu vàng đồng đẹp này. 270 triệu trên livestream, cắt luôn còn 260 triệu cho chiếc xe 7 chỗ ngồi Kia Carren. Kia Carren đây ạ, 260 triệu 7 chỗ ngồi, số tự động đi cực đẹp luôn. Các bác nhìn bộ ghế da này, ngồi lên đây có mà êm thêm thít luôn. Hàng ghế phía sau có thể gập được theo mình chỉnh cho mình. 260 triệu cho chiếc xe Kia Carren của em Hương. Đây ạ, ghế có thể chỉnh như này nhá, điều hòa mát lạnh luôn. Thế em có về Hải Phòng không em? Về Hải Phòng sao nhiều ô tô lắm không làm ăn được anh ạ. Ở Hải Phòng cũng nhiều ô tô lắm thôi, em ở Hải Dương thôi. Em ở Hải Dương cũng bán ô tô chứ. Chào anh Thìn Dương này. Rồi lên rồi, các bác lên rồi. Khả năng các bác thích em Hương đi lấy chồng hay sao mà nói đi lấy chồng mời cỗ các bác vào xem nhiều hắn lên. Ở đây thì em Hương còn có một chiếc Chevrolet cờ đuôi. Cờ đuôi đời 2011, động cơ trang bị 1.6, số sàn. Em Hương đang bán là 245 triệu. Biển 99, nước sơn màu đen rất là đẹp. Đánh giá rất là cao về chiếc xe Chevrolet cờ đuôi và chiếc xe Nasetti SE của em Hương đây ạ. Sơn si đẹp, thảm sạch sẽ rồi, máy số ngon. Bác nào mà đi chiếc xe này cảm giác trưởng thành và chín chắn hẳn luôn này. Nhìn xe rất là cứng cáp và đẹp luôn. Giá cũng đẹp luôn nhá, 245 triệu. La răng 5 chấu, lốp nắp dày dặn, phanh ABS chống bó cứng hai bánh trước. Nasetti Chevrolet cờ đuôi 245 triệu đây ạ. Biển 99 này. Bên cạnh đây cũng có một chiếc cờ đuôi nữa này. Chiếc cờ đuôi này là đời 2011, giá chỉ có 240 triệu thôi. 240 triệu biển Hải Phòng. Hải Phòng đây anh ơi, biển 15 Hải Phòng đây. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Kia Cerato Coupe hai cánh cửa nhá. Thể thao hai cánh cửa, đăng ký 4 chỗ ngồi. Nhập khẩu đời 2009, Kia Cerato Coupe 335 triệu. Đời 2009 nhập khẩu, động cơ 1.6 đây nè. Cửa lóc đầy đủ rồi, máy số zin. Zin đẹp luôn các bác này, không đâm xô và không ngập nước. Đèn bi salon có dải đèn led và đèn gầm đầy đủ nhá. Hai cánh cửa, 4 chỗ ngồi, kính không có viền, nhìn rất là chất chơi luôn. Chào bác Hà Nhung nào. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm CDX nữa đây. Chia sẻ nhiệt tình đấy các bác ơi, toát hết cả mồ hôi, mát thế mà gào toát hết cả mồ hôi luôn. Một siêu phẩm CDX số tự động đời 2009 nhập khẩu đây. Động cơ trang bị 1.6 có CDX đi nhá. 238 triệu, lước sơn màu xanh cứng cáp đẹp cho em. Cửa lóc đầy đủ rồi, 238 triệu đời 2009 có CDX nhập khẩu này. Màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Cửa lóc đầy đủ rồi, 238 còn 228 triệu cho chiếc xe siêu phẩm CDX bên em.
lốp rất là dày, phanh ABS chống bó cứng này, la răng thể thao 5 chấu đẹp, xi nhan trên hông. Và bên cạnh CLX thì em còn có một siêu phẩm phân khúc hạng D, một chiếc xe phó giám đốc từng đi đây, một chiếc xe Ford Mondeo đời 2005, số tự động bản này 2.5, em Hương đang bán là 185 triệu. Xi nhan trên gương này, xi nhan trên hông này. Có con Ford nào 7 chỗ không? Ford 7 chỗ à? Ford 7 chỗ thì em không còn chị ơi, 7 chỗ em chỉ còn Innova này, Kia Rondo thôi chị Lan Hồng ơi, để lại số điện thoại cho em. 7 chỗ thì để lại số điện thoại để em tư vấn cho mình nhá. Ở đây thì có một chiếc xe Ford Mondeo đây ạ. Ford Mondeo Ford, xe của giám đốc đi đây. Cửa lóc đầy đủ, ghế là ghế chỉnh điện xịn sò, ghế da zin, máy số zin đẹp. 185 triệu Ford Mondeo số tự động đi. Thay vì đi những chiếc xe tọc tạch thì các bác đừng chê những chiếc xe 185 triệu của em. Đẳng cấp luôn đấy ạ, đẳng cấp luôn, đi nó khác bọt lắm. Ford Mondeo 185 triệu số tự động. Chị Lan Hồng ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. 7 chỗ ngồi em còn Innova này, Kia Rondo này, Kia Carden này và Captiva của nhà Chevrolet nhá. Bên đây thì còn có Lacetti EX này, Lacetti EX đời 2009 nhập khẩu, em này là bản lắp ráp trong nước này. Chị để lại số điện thoại thì em sẽ kết nối Zalo và tư vấn cho mình nhá. Lacetti EX đời 2009 giá chào bán là 150 triệu. Máy to, biển 37, xe cực ngon luôn, giá rẻ luôn, 150 triệu có xe đi rồi. Bên đây thì còn có một chiếc xe Getz đời 2007 nhập khẩu, giá chào bán là 188 triệu. 188 triệu xe Getz vàng zin nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động đẹp đây ạ, số tự động đẹp có xe Getz đi. Màn hình giải trí máy số thì êm, máy số êm điều hòa mát lạnh luôn, các bác nghe em này cực chất luôn. 188 triệu có xe Getz số tự động đi rồi, xe cực chất luôn. Bác nào mà đang có bằng B1, B2 này thì để lại số điện thoại để em quan tâm. X-Bander em có anh ơi, X-Bander em có nhưng mà đang cho đi dọn rửa một chút. Đời 2019 số sàn 530 triệu X-Bander. Nói chung là X-Bander phải để lại số điện thoại em tư vấn anh Nam Nguyễn nhé. Vì hiện tại là xe không đang ở bãi, em có ảnh và video rồi em chụp qua xong là em cho ra gara em rửa dọn một chút cho nó xinh xắn rồi. Nên là anh để lại số điện thoại để em tiện tư vấn nhá. X-Bander em có anh nhá, để lại số điện thoại cho em nào. Em có đăng lên trên fanpage của em X-Bander rồi, số sàn, số tự động đều có luôn. Ngắm mãi không thấy người đẹp lộ diện, căng mắt mới thấy qua kính ô tô. Anh ơi phải đợi em đầu livestream và cuối livestream. 11:30 em sẽ lộ diện, 12:30 em lại hiện lên một tí nữa là thôi. Chủ yếu là quay siêu phẩm xe thôi, còn người cứ phải đầu live và cuối live em mới hiện lên được. Biển 37 chiếc xe Getz của em Hương đây ạ. Biển 37 chiếc xe Getz của em 188 triệu. Và đây, đây chính là dung nhan của cô gái chân dài đội lón bán ô tô của em đây ạ. Số tự động màu trắng ok, em nhìn thấy số điện thoại của anh Nam rồi. Chụp màn hình lại, tí nữa xuống livestream sẽ kết nối cho anh nhá. Kết nối cho anh luôn. Xe quá đẹp luôn, X-Bander gọi là siêu hot. Siêu hot luôn. Về chiếc nào, có những chiếc xe còn chưa kịp về, chỉ báo trên Zalo là khách đã cọc, đã chốt rồi, xuống xem xe thì quá là ưng. Vì những cái dòng xe mình nhiều tiền như thế thì em Hương phải cho ít nhất là 4 anh thợ nhà em đi kiểm tra trong ngoài, vạch vòi kỹ lưỡng, móc mói đủ chỗ để xem lỗi, bắt đầu mới xuống tiền mua xe. Chứ xe nó đắt như thế mà không may mà làm sao thì chết. Con xe có là phải kiểm tra kỹ rồi, chứ X-Bander kiểm tra siêu kỹ, về phát. Có những chiếc còn chưa kịp về khách đã banh tiền rồi. Nên là một chút nữa xuống livestream sẽ kết nối Zalo cho anh Nam nhé. Ở đây thì em còn có 5 chỗ ngồi gầm cao này. 5 chỗ ngồi gầm cao, một chiếc xe Honda CRV, bản lắp ráp trong nước, số tự động đẹp, 408 triệu. 408 trên livestream ngày hôm nay em để cho mình còn 400 triệu tròn. Bật mí luôn, chiếc này là máy zin, ghế da zin, nói chung là em này là zin đẹp toàn xe luôn. CRV 5 chỗ ngồi gầm cao đến từ nhà Honda. Nó vẫn là một cái đẳng cấp mà rất ít dòng khác có thể theo đuổi được. Hệ thống cảm biến là 3 mắt, 4 mắt va chạm phía sau, biển 34. 5 chỗ ngồi gầm cao có CRV. Rồi ôi các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em nào.
Chào bác Hà My, chào bác Long Nguyễn, chào anh Văn Khương. Ôi, anh Văn Khương dạo này đi đâu mà sao vào muộn thế? Hôm nay thì em còn về thêm được một siêu phẩm Ford Fiesta số tự động đẹp. Bác nào tài chính dưới 300 muốn đi xe số tự động thì liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để em Lương tư vấn này về một chiếc xe Ford Fiesta đời 2013 số tự động đẹp các bác nhé. Ford Fiesta đời 2013 số tự động đẹp, biển 37 này, 295 triệu nhá. Đời 2013 Honda xe Nhật. Hệ thống của em nó là xe là của Nhật. Xong là người ta mua đồ bên Nhật, xong mua công nghệ về Việt Nam lắp ráp anh nhá. Con này là lắp ráp tại Việt Nam. Bản này lắp ráp tại Việt Nam anh ạ. Chào em. Chào, cảm ơn bác Hà My này. Chào bác Đạt Nguyễn này. Ford Fiesta dưới 300 triệu số tự động thì em cũng có này, 295 triệu có Ford Fiesta đi. Đời 2013, đầy đủ cam lùi, cam hành trình, phanh ABS chống bó cứng này, cũng như là có màn hình giải trí rồi. Bên đây thì có một chiếc xe Mazda 6 đời 2004, giá chỉ có bao nhiêu ạ? 178 triệu có xe Mazda 6 đi, biển 37. Đèn pin salon này, đèn xin nhan trên hông, form dáng sedan 2 đầu. Mazda 6 178 triệu. Chào anh Đạt Nguyễn, chào anh Đặng Văn Huy này. Bên đây thì em còn chiếc cờ đuôi màu trắng nữa này, hai chiếc cờ đuôi đen thì bên dưới cạnh có một chiếc cờ đuôi trắng đấy. Cờ đuôi trắng đời 2012, số sàn 1.6 em Hương đang bán là 258 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. Chevrolet cờ đuôi 258 triệu đây ạ. Bên trong thì màn hình giải trí đầy đủ rồi. Các bác nhìn bác chủ cũ còn cẩn thận này, ốp hết cái phần táp ly táp lô phía dưới này là bằng da. Bằng da 3D đẹp nhá. 258 triệu cho chiếc cờ đuôi trắng. Cờ đuôi đen thì sẽ rẻ hơn một chút ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? La Setti SE ở đây thì em còn có một chiếc số sàn đời 2009 nhập khẩu nữa đây. Động cơ trang bị 1.6 210 triệu đồng. Bản sedan 2 đầu cực đẹp, sơn si sáng bóng luôn. Sơn si sạch sẽ và sáng bóng luôn. Accent hiện tại em Hương đang có 4 màu. Hôm trước là có 5 màu thì một chiếc màu đen là làm dâu Lam Định rồi. Hiện tại em còn 4 màu nhá. Đen này, trắng này và đỏ. Và đang chuẩn bị về thêm một chiếc xe accent màu đỏ siêu lướt nữa đời 2019 mà bác chủ nhất định phải bán cho em Hương. Để bác lên đời một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao. Ở đây thì em Hương có một chiếc xe Accent nhập khẩu bản Blue cao cấp này. Accent đời 2015 các bác nhìn này. Sơn si trắng sáng đẹp này. Lên đèn bi có dải đèn nét đèn gầm này. La răng này, phanh ABS chống bó cứng, sơn si sạch đẹp. Accent 2015 383 triệu. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Bản Blue cao cấp full kịch nhá. Màn hình giải trí này, ghế da cao cấp. Có cửa sổ trời cho em. 383 trên livestream ngày hôm nay. Còn 373 triệu cho chiếc Accent của em. Bản Blue cao cấp và full kịch rồi. Chào bác Đặng Văn Huy, chào bác Nguyễn Đình Lan. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương được không ạ? Accent em Hương full màu luôn. Trắng có, xanh có, bạc có và đỏ có nhá. 383 còn 373 triệu, bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream luôn. Ở đây thì em còn có một chiếc xe i10, trong một rừng xe i10 số sàn thì em này là số tự động duy nhất của em Hương. Biển 88 Vĩnh Phúc. i10 số tự động, nếu như bác nào mà hai vợ chồng trẻ nhé, kinh tế nhà mình chỉ dồn được mua một chiếc xe thôi. Thì chiếc xe i10 này hai vợ chồng đi rất là ok. Form dáng nhỏ xinh, máy số ngon, ăn ít nhiên liệu. Cũng như là cực kỳ tiết kiệm cho em. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Màn hình giải trí đầy đủ rồi. Số tự động đẹp 365 triệu còn 355 triệu trên livestream. Nếu như khách hàng nào mà đang quan tâm về chiếc xe i10 số tự động đẹp bản đủ của em Hương, động cơ trang bị là 1.25. Em này đời 2017 nhưng mà là bản nhập khẩu nhé, không phải bản lắp ráp trong nước đâu ạ. Số tự động đẹp, tổ hợp phím bấm này, nghe gọi trên vô lăng, túi khí an toàn. Màu trắng đẹp, hai vợ chồng bằng B1, B2 đều đi được. 300... Anh ơi, anh quay cam thường em đen đấy.
khách nhà em, khách nhà em đang thấy em Hương live stream ra quay video ngại quá cơ. Em đang sống ảo bằng trên điện thoại, xong qua app bác quay cam thường iPhone thì sợ lắm. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Santa Fe. Santa Fe bản gôn máy dầu, đời 2002, đăng ký lần đầu 2007, số tự động đẹp nhập Hàn, 7 chỗ ngồi số tự động. Em Hương có Santa Fe này, 215 triệu thôi, trước là 225, cắt luôn em này. Mũi này các bác nhìn, nhìn cái mũi của em nó mặt ga lăng này. 215 triệu Santa Fe bản gôn máy dầu. Bên này thì em còn có một cặp song sinh Kia Morning đời 2016. Hai chị em cùng cha khác ông nội đây ạ. Kia Morning đời 2016, nước sơn màu vàng zin, 215 triệu. Lên cho em là bộ mâm đẹp rồi. Morning màu vàng 215. Em gái là Morning màu xanh cũng là 215. Đều là trang bị động cơ 1.25 số sàn, lắp ráp trong nước, 215 triệu. Bác nào thích em thích chị gái màu vàng và em gái màu xanh thì kết nối qua Zalo cho em Hương 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nào. Chào bác, đời Phong Ba này, màu xanh này, màn hình giải trí OLED rồi, ghế da zin cao, ghế da cao cấp xịn rồi. Màu vàng, ôi giời, màu vàng cũng lên màn hình rồi, vô lăng còn bọc thêm áo da rắn rất là xịn xò luôn. Chỉ có 215 triệu là có xe Kia Morning đi. Chào ếch ba anh đời Phong Ba, chào bác Lê Sĩ Phú này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe 7 chỗ ngồi mang tên Granit đời 2005. Granit đời 2005 7 chỗ ngồi số tự động đẹp, em Hương đang bán là 255 triệu. Bên cạnh chiếc xe đời 2005 thì em có một siêu phẩm này. Một siêu phẩm Mazda 3, hai chế độ lái và có phanh tay điện tử nhá. Em này có chế độ lái thường và chế độ lái Sport. Động cơ trang bị 1.5 số tự động đẹp. Mazda 3 siêu phẩm bên em Hương đây ạ. Tổ hợp phím bấm nghe gọi và có khẩu lệnh trên vô lăng, màn hình giải trí này. Đấy, có cụ thần tài phù hộ cho con Hương bán được xe nào. Phanh tay điện tử này. Hai chế độ lái là chế độ lái thường và chế độ lái thể thao Sport. Cửa lóc đầy đủ, hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng. Nước sơn màu đỏ đẹp. Xin nhan trên gương, cả bốn bánh đều trang bị phanh ABS chống bó cứng cho em. Bao tiết hãng toàn quốc cho mình nếu như bác nào đang quan tâm về Mazda của em Hương này. 555 triệu đời 2017 cho chiếc xe Mazda. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Em chào anh Hoàng Dư, thôi đáng này dịp ấn dư mồm ăn là sao được. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm xe mẹc. Nếu như khách hàng mà nghĩ rằng xe mẹc đời cao, xe mẹc hạng sang là phải giá tiền tỷ thì không phải đâu nhá. Em Hương có một chiếc xe mẹc gốc Hà Nội này, logo mẹc đi tán gái là đã auto đổ cho em luôn. Mẹc xe 240 đời 2004, giá chào bán là 199 triệu. Bớt luôn trên livestream chiếc xe mẹc hit hot của em Hương còn 189 triệu để các bác về tán gái này. Dẫn nàng dâu về cho mẹ này, các bác đi xe mẹc cái tán gái là cuối năm sẽ lấy vợ thôi. 199 còn 189 luôn. Chào bác Xuân Đức, chào bác Cường. Chào bác Cường nhất này. Bên đây thì còn có một em xe mẹc xe 250, em này là bản blue cao cấp. Đời 2010 gốc Hà Nội nhé. Hệ thống phanh, hệ thống cảm biến là 10 mắt quanh xe. Trước và sau đều có cảm biến va chạm này. Xin nhan trên gương 388 triệu cho dòng xe mẹc. Dòng xe mẹc thì nó không cầu kỳ quá là nhiều về option như cửa lóc hay các thứ mấy đâu. Riêng với đời này của em Hương là quan trọng là số máy đi cực ngon luôn. Mà không hề tốn xong như các bác nghĩ đâu, hệ thống rất là tiết kiệm luôn. 388 triệu cho chiếc xe mẹc xe 250 bản blue. Vios thì em rất là nhiều màu đen. Còn em này là phiên bản giới hạn ở chợ nhà em luôn. Một chiếc xe Vios đời 2011 giá chào bán chỉ có 210 triệu thôi. Nước sơn màu trắng đẹp, ốp hết mạ chrome cao cấp, tay lắm cửa rồi. Vios 210 triệu còn 200 triệu tròn. Chuyên phá giá là em Hương này. 200 triệu tròn cho chiếc xe Vios màu trắng đi gia đình hay các bác có về chạy dịch vụ. Bây giờ dịch giã gần như cũng là vừa vừa rồi. Đi dịch vụ quá là ok rồi. Innova thì em Hương rất là nhiều.
chào anh Duy Công, chào anh Trần Văn Phùng. Chia sẻ cho em đây Hương Yên Nạo những bác nào mà mới vào xem livestream em thấy tên mà hơi lạ thì đừng quên những lượt thích trang của em Hương nhá, để khi mà em up video lên, xe nào mà mình ưng, giá tiền nào mà mình ưng mà phù hợp với nhà mình thì alo cho em Lê Hương ạ. Vios bản e xịn của em Hương đây, form dáng mới đời 2014, lên màn hình ZTEC rồi, 368 triệu. Không hiểu bác chủ cũ hút cái gì trên xe mà lên ngửi rất là cuốn luôn, rất là thơm luôn, mùi như sô-cô-la luôn. Vios 368 triệu đời 2014 bản E, 7 chỗ ngồi 2.0 màn. Đây à? Vẫn còn nguyên. Màn hình ZTEC luôn. 368 còn 378, mặc dù em vừa mới đặt chân vào showroom nhà em Hương thôi. Cắt luôn 10 triệu đồng để các bác lấy động lực mua xe. Đi gia đình, đi dịch vụ đều ok. Em 2014 này là form dáng mới rồi, biển 99 nhá. Vios bản E xịn 2014 này. Còn bác nào thích Chevrolet Cruze, xe form dáng độ, màu đỏ đẹp thì em Hương có đời 2014. 289 triệu động cơ trang bị 1.6 số sàn, có cờ đuôi đi, 289 triệu ạ. Chào bác Bùi Duy Thuận này, chào anh Duy Công, chia sẻ cho em Hương nào. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Mẹc nữa đây. Mẹc xe 250 đời 2009 này em Hương đang bán là 379 triệu, xi nhan trên gương, số tự động. Đây các bác nhìn bên trong này. Đây là bên trong nội thất của chiếc xe Mẹc. Một chiếc xe hạng sang này, tổ hợp phím bấm nghe gọi và khẩu lệnh chân vô lăng luôn, dòng xe Mẹc chất lượng luôn. Các bác hình dung nhá, em xe Mẹc thì sẽ không có phanh tay ở đây giống như dòng xe khác đâu, mà sẽ đạp vào góc bên phải bên trái kia, nó sẽ là phanh tay nhá. Cửa em này thì không có cửa lock, xe Mẹc dòng này thì không có cửa lock. 379 triệu có xe Mẹc đi. Ê, đi cửa sổ chơi. Lock cũng được, sổ chơi cũng được. Bên đây thì còn có một chiếc Spark đời 2015. Em Spark này là số tự động, động cơ trang bị 1.0 thôi, số tự động 5 chỗ ngồi. Có Spark màu trắng đẹp đi, biển 26 này, form dáng rất là xinh luôn. 235 triệu xi nhan trên gương, siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em, form dáng cực yêu luôn nhá. Đăng ký 5 chỗ ngồi, số tự động đẹp, hai vợ chồng đi bằng B1, B2 đều ok luôn các bác ạ. Form dáng siêu nhân đẹp luôn, Spark số tự động của em Hương đây ạ. Đúng là chuẩn form dáng siêu nhân, phía sau xe có hai mắt cảm biến va chạm, xi nhan trên gương rồi, máy số ngon. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 7 2023, một năm nữa cơ. 235 triệu cho chiếc Spark siêu nhân 5 chỗ ngồi đời 2015. Innova bản G thì em có 7 chỗ ngồi đây. Innova đời 2007 số sàn bản G, giá chào bán là 225 triệu. 225 triệu có chiếc xe 7-8 chỗ ngồi đi, Innova, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Đấy các bác thấy không, vừa mưa lại vừa nắng, ra bên ngoài quay tiếp này. Chào anh Bùi Duy Thuận, chào anh Lê Đức Anh, chào anh Tường Vi Bảo Thi. Chắc là anh có hai cô công chúa rồi. Anh có hai cô công chúa rồi. Em đấy mày tân gái quá là ok luôn anh Bùi Tấn nhá. Bên đây thì còn có một em Innova bản G nữa đây. Chiếc xe này cũng là đời 2007 và em Hương đang bán là 250 triệu. 250 triệu đời 2007 cho chiếc xe Innova của em Hương, biển 19 này. Bên ngoài bên đây cũng còn rất là nhiều xe. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Và đừng quên những lượt chia sẻ cho em. Cũng như là nếu như chưa đăng ký kênh thì ấn nút thích kênh cho em, thích trang của em Hương nhé. Y10 bản sedan hai đầu thì em Hương có này. Một chiếc duy nhất trong một dàn xe Y10 hatchback. Y10 sedan 2 đầu được sản xuất vào năm 2016, giá chào bán là 255 triệu. Đi taxi cũng được mà đi gia đình cũng rất là ok luôn. 255 triệu. Accent vừa rồi em có quay màu đỏ thì giờ em quay màu xanh này. Giờ em quay màu xanh này. Biển 73, accent màu xanh đẹp, em đang bán là 355 triệu đời 2012 nhập khẩu. Nói về accent các bác nghĩ ngay dòng xe là chất lượng luôn. Máy số ngon, sơn xin đẹp. Cũng như là động cơ máy móc không hề bị hỏng vặt. Thân vỏ thì cứng cáp luôn. 335 triệu. 355 triệu đời 2012 số tự động. Innova 2012 bản G xin giá. Em có đời 2014 này. Bản G thì em chỉ còn 2007 thôi anh ơi. Em có Innova anh Bùi Duy Thuận ơi.
Và em có Innova 2012, một chủ tư nhân không taxi, bản E. Nói chung là Innova chỉ loanh quanh hơn 200 triệu thôi anh ạ. Đời 2014 là 368 triệu. Chiếc bản G này của em 2007 này, không khoan đục, không đâm đụng gì luôn, 250 triệu. 250 triệu đây anh ơi, bản G đây các bác nhìn này, xe gia đình đi nó sẽ khác nhá. Máy số sẽ ngon hơn, táp ly táp lô nhìn nó sạch bong kinh kít cơ. 250 triệu cho chiếc xe Innova bản G 2007 này. Anh Bùi Duy Thận, Thuận ơi để lại số điện thoại cho em. Chào bác Luân Hà, chào bác Vũ Quang Chiến này. Chào anh Chiến à, chào bác Trần Hạnh. Innova thì em còn có đời 2007 nữa, đây cũng là bản G 225 triệu. Chiếc dưới kia là 2014 nhá, bản E. 2014 bản E anh ạ. Đây ạ, Innova bản E đời 2014 giá chào bán là 368 triệu nhá. 368 triệu. 368 triệu cho chiếc xe Innova bản E đời 2014 của em ạ. Nhiều lúc các anh ấy mắng em ăn thì nhiều, nói thì to, lúc nào cũng nói to luôn. Khách đến bảo ôi nhìn dáng người thì mảnh mai nhẹ nhàng, sao em nói to thế, cứ cho chóe là chóe ra. Bên đây thì em còn có một chiếc Mazda này, Mazda đời 2009 bản nhập khẩu, số tự động đẹp, em Hương đang bán là 310 triệu đồng. Động cơ trang bị 1.6, 310 triệu còn 300 triệu tròn. Mazda biển Hải Phòng nhá, Mazda 3 mặt là chú hề cười rất xịn luôn. Bên đây thì Corona Antis thì em có này, Corona Antis nồi đồng cối đá đây, số tự động đời 2010, một chủ sử dụng từ mới, em đang bán là 395 triệu. Mazda 3 số tự động màu đỏ đẹp 285 triệu, đời 2009 nhập khẩu số tự động, bản này 2.0 này. Bên cạnh Mazda 3 nhập khẩu có cửa lock số tự động thì em còn có một siêu phẩm Kia Cerato. Kia Cerato đời 2017 giá chào bán 488 triệu, 1.6 số tự động, xe thể thao nhé. 5 chỗ ngồi, xin nhan trên gương, cửa lock, hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng. Đừng quên những lượt chia sẻ nào, em gào từ nãy đến giờ rồi. Vừa rồi thì em Hương đã lên sóng và báo giá hơn 1 tiếng đồng hồ về rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên đây Hương ô tô Hải Dương. Em cũng xin tự giới thiệu với những bác nào đang mới lần đầu tiên xem buổi báo giá của em. Thì em là Lê Hương ô tô Hải Dương nhé, chuyên mua bán và trao đổi những dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Những bác nào mà đang quan tâm về mẫu xe nào thì cứ nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Bên em Hương thì chuyên làm những dòng xe chỉ từ vài chục triệu em cũng có này. Xe cỏ em cũng có, xe lướt em cũng có. Từ xe 2 chỗ ngồi, 5 chỗ ngồi, 7 chỗ ngồi này em Hương sẽ làm rất là nhiều nhá. Đây là những bác nào mà mới xem buổi báo giá lần đầu của em thì cho em xin một lượt thích trang của em Hương nhá. Và tí nữa xem là kiểm tra là em Hương đã gửi lời mời cho mình chưa thì đồng ý. Để khi nào mà em có update những video hay là lên buổi báo sóng báo giá livestream trực tiếp, các bác muốn xem xe nào thì cứ bình luận cho em. Địa chỉ xe đun bên em Hương là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ thì có lẽ em cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Hương đi hết buổi báo giá ngày hôm nay. Vào ngày mai 11:30 ngày mai thì em lại sẽ lên sóng và báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Trên livestream lúc nào em cũng nói luôn. Em cảm ơn anh Hùng Cao này. Trên livestream lúc nào em cũng sẽ nói luôn, bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream. Không cần biết là xe nào, kể cả xe cỏ bình thường chỉ bớt 2 triệu, 3 triệu. Nhưng cứ trên livestream của em Hương nói lét căng luôn. Là cái cô chân dài đội lón bán ô tô nói luôn là lúc nào cũng bớt luôn 10 triệu đồng cho mình. Còn bây giờ thì em xin phép được đi dùng cơm đây, vì bây giờ bắt đầu Hải Dương mưa rồi. Like bên ngoài là mưa em cũng không like được nữa rồi. Cảm ơn tất cả khách hàng đã xem hết buổi báo giá của em nhé. Anh Hùng Cao ơi, chia sẻ cho em cũng như là để lại cho em một nút thích trang, để khi mà ngày mai em livestream chúng ta lại gặp nhau và cùng nhau nói chuyện nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên số hotline của em 0354602790 ạ. Nếu như các bác đến địa chỉ xem xe là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương thì cứ nói là mình là bạn của Lê Hương nhé, thì giá sẽ cực kỳ ok luôn. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại.